Thuốc bổ xương khớp glucosamine sulfate 180 viên Blackmore giúp các bệnh nhân viêm khớp giảm đau hiệu quả, cung cấp nguồn dưỡng chất để phục hồi, duy trì và tái tạo sụn khớp, tránh bị hao mòn, tổn thương bởi gốc tự do. Xuất xứ: Úc. Thương hiệu: Blackmore. Blackmore thuốc bổ xương khớp glucosamine sulfate 180 viên 1500mg. Từ trước tới nay, việc điều trị viêm khớp chủ yếu là dùng các thuốc kháng viêm, giảm đau nhằm mục đích giảm các triệu chứng đau và hạn chế vận động khớp của người bệnh. Tuy nhiên, những thuốc này thường có tác dụng phụ và không cải thiện tình trạng bệnh lý của sụn khớp, đơn thuần chỉ mang tính chất giảm đau tạm thời, đôi khi còn khiến người bệnh phụ thuộc vào thuốc. Bởi vậy, Blackmore nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thuốc bổ xương khớp glucosamine sulfate giúp bổ sung glucosamine giúp cơ thể sản xuất ra các proteoglycan. Những phân tử proteoglycan này hợp với nhau thành mô sụn giúp phục hồi mô sụn, giảm tình trạng bệnh về sụn, khớp. Sản phẩm rất phù hợp với người độ tuổi trên 40 khi các khớp xương, sụn đã bắt đầu thoái hóa, cần bổ sung lượng glucosamine để tái tạo sụn và tránh các bệnh về viêm, xương khớp do tuổi tác ảnh hưởng. Công dụng chính thuốc bổ xương khớp glucosamine sulfate: tăng tiết và bổ sung chất dịch khớp, hỗ trợ bảo vệ và tái tạo màng sụn khớp, giảm các vấn đề về xương khớp, hỗ trợ vận động linh hoạt, hỗ trợ xương khớp hoạt động trơn tru, nhẹ nhàng và giảm tình trạng khô khớp, hỗ trợ bảo vệ xương khớp lâu dài. Thành phần của sản phẩm: glucosamine sulfate 1500mg. Ai nên uống? Viên uống bổ xương khớp glucosamine sulfate. Sản phẩm phù hợp với bệnh nhân gặp các vấn đề về xương khớp, người từ tuổi 40 cần bổ sung glucosamine, người có các dấu hiệu thoái hóa xương khớp, người muốn phòng tình trạng thoái hóa xương khớp. Giới thiệu về thương hiệu Blackmore. Blackmore là công ty sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên đến từ Úc, được thành lập vào năm 1932. Với lịch sử lâu đời hơn 85 năm sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên, Blackmore trở thành một công ty tên tuổi và đáng tin cậy trong lĩnh vực này. Năm 2017, Blackmore được trao tặng danh hiệu thương hiệu đáng tin cậy nhất dành cho nhóm sản phẩm vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng suốt 9 năm liên tiếp tại Úc. Thương hiệu có đến hơn 250 loại vitamin, khoáng chất, thảo mộc và dinh dưỡng bổ sung được phát triển bởi các chuyên gia tại phòng thí nghiệm của công ty dựa trên những thành phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn chất lượng cao trên toàn thế giới.